Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Hoàng Trung Hải sẽ bị kỷ luật cảnh cáo. Sáng 4 tháng 12, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Dân Biểu cho biết, hôm nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội với mức cảnh cáo. Ông Hải được cho là liên quan đến các quyết định nâng vốn đầu tư dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên từ 3.800 lên 8.100 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách nghiêm trọng. Đáng chú ý, dự án cho đến nay vẫn là một đống sắt vụn do nhà thầu Trung Quốc để lại. Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nổi tiếng với câu nói "Thà nghèo mà bình yên". 10 tháng trước, ngày 14 tháng 2 năm 2019, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 167 KNLTTCP về kết luận thanh tra dự án cải tạo mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, công ty TISCO. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ liên quan theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị cá nhân có khuyết điểm sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ yêu cầu VNS, TISCO, Vinacon, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp TKV, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên theo thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với các tổ chức cá nhân có khuyết điểm, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Đặc biệt, cơ quan này kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra những vi phạm có dấu hiệu hình sự. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với 4 vụ việc. Trong kết luận này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị nhiều nội dung. Thứ nhất là liên quan đến giải pháp trước thực trạng của dự án mà qua thanh tra đã phát hiện, kể cả những giải pháp nhằm tháo gỡ khắc phục. Cụ thể, kiến nghị của Thủ tướng và Thủ tướng đã đồng ý là đối với dự án đó thì tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý đối với dự án mà đã được Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo tại quyết định số 1468 trên QĐ-TTG ngày 29 tháng 9 năm 2017, nằm chung trong tổng thể 12 dự án thua lỗ yếu kém của ngành công thương. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan cùng TISCO VNS rà soát lại toàn bộ hợp đồng ký với nhà thầu Trung Quốc MCC, cần thiết thì khởi kiện theo quy định của pháp luật. Qua vụ Vũ Nhôm, người ta lại thấy bóng dáng Hoàng Trung Hải, kẻ đã ký các quyết định của chính phủ cho phép Vũ Nhôm thu tóm nhiều dự án bất động sản trị giá hàng ngàn tỷ Việt Nam đồng. Hoàng Trung Hải, gốc người Hoa, nguyên quán huyện Long Khê, phủ Trường Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông nội của Hải tên là Hoàng Mậu, Phòng Mao, sang Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20. Hoàng Mậu có 4 con trai là Hoàng Quốc Anh, tên Trung Quốc là Cọc Dến, Hoàng Tài, tên Trung Quốc là Xì Sói, cha của Hoàng Trung Hải, Hoàng Quốc Khánh và Hoàng Quốc Chi. Năm 1945, cả nhà Hoàng Mậu đi theo Việt Minh. Năm 1950, nhờ thông thạo tiếng Tàu và tiếng Việt nên Hoàng Tài, cha của Hoàng Trung Hải, được cử vào tổ phiên dịch, đoàn cố vấn Trung Cộng. Đích thân cố vấn trưởng là Quý Ba giới thiệu Hoàng Tài vào Đảng Lao động Việt Nam. Hồi cải cách ruộng đất, Hoàng Tài cướp được một số đất tốt thế Phát Vương ở làng Đồng Sơn, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để làm nghĩa trang gia tộc. Bên trái khu lăng mộ Hoàng Mậu có dựng cột vàng đề chữ Tàu, Hoa Kiều Tiên Hữu, Tổng Mộ. Năm 1959, gia đình Hoàng Tài có thêm một cậu con trai, Tài đặt tên con là Hoàng Trung Hải, ngụ ý là Hoàng luôn trung thành với Trung Nam Hải. Đại hội 9, Hoàng Trung Hải trúng Ủy viên Trung ương,
Nhiều cán bộ lão thành ở Thái Bình và Hải Phòng tố cáo Hoàng Trung Hải khai man là dân tộc Kinh. Vụ việc lên đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4 năm 2002, Ban Bảo vệ Nội bộ Trung ương đã có báo cáo số 03 BC trên BVTVK, báo cáo Bộ Chính trị về kết quả đã thẩm tra xác minh. Trong đó có ghi rõ căn cứ vào tài liệu xác minh ở Thái Bình, Hải Phòng và Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thì vấn đề thành phần dân tộc quê quán của Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp là hoàn toàn không đúng như Hoàng Trung Hải đã tự khai cho các bản lý lịch từ khi vào Đảng năm 1990 cho đến nay. Cụ thể là ông nội và là bố đẻ của ông Hoàng Trung Hải không phải là người dân tộc Kinh mà là người Hán, quê quán không phải ở Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình mà là người Việt gốc Hoa, nguyên quán ở Trường Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Các ông lãnh đạo cấp cao đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý yêu cầu ông Hải phải khai lại lý lịch, đồng thời đề xuất không bố trí ông Hải làm Bộ trưởng Công nghiệp để đảm bảo sự nghiêm minh của Đảng và bảo vệ an ninh quốc gia, chống tình báo, cơ quan đặc biệt nước ngoài cài cắm vào nội bộ của Đảng. Trước nguy cơ bị kỷ luật Đảng, Hoàng Trung Hải bèn dùng mỹ nhân kế, vợ của Hải, Phan Thị Hương, chơi thân với Đỗ Thị Huyền Tâm. Tâm đang nhờ Hải lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp giúp mở công ty làm ăn gia súc ở Bắc Ninh. Hải liền bảo Tâm sang gạ cha con nhà nông Đức Mạnh đổi lại Hải giúp Tâm mở công ty. Mạnh mượt trúng chiêu lệnh cho Phan Diễm ém hồ sơ Hoàng Trung Hải thoát nạn vụ này. Đỗ Thị Huyền Tâm sinh năm 1966, nguyên chủ cửa hàng bán kem dưỡng da nên có hiệu là Tâm Kem. Chồng đầu của Tâm Kem tên là Phạm Tuấn Linh. Hồi năm 2000, Linh chỉ là một thiếu úy quèn ở kho 205. Về sau nhờ hưởng phước vợ leo lên đại tá, phó phòng kế hoạch cục quân nhu, tổng cục hậu cần, bộ quốc phòng. Năm 2010, Tâm Kem làm ăn thua lỗ. Hải đã cho thị hai dự án BOT để cứu tập đoàn Minh Tâm. Năm 2012, vợ Mạnh vượt chết, Tâm Kem chính thức thành thứ phi của Mạnh. Hoàng Trung Hải giữ chức phó thủ tướng phụ trách kinh tế gần chục năm. Chính Hải trực tiếp chỉ đạo các tập đoàn kinh tế của chính phủ. Thế mà khi các cú đấm thép này vỡ vụn, Hải vẫn thoát tội leo lên ghế ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Hoàng Trung Hải là người chủ trương Trung Quốc hóa nền kinh tế Việt Nam. Tất cả các dự án của Trung Cộng tại Việt Nam đều do Hải đích thân ký duyệt. Đằng sau lưng của Hoàng Trung Hải là cả Trung Nam Hải, Nguyễn Phú Trọng cũng phải kiêng. Biết đâu vào một ngày đẹp hoặc xấu trời nào đó, Việt Nam lại có một lãnh tụ gốc người Phúc Kiến. Những sai phạm của Hoàng Trung Hải trong thời gian làm cán bộ ở Việt Nam, nâng vốn từ 3.800 lên 8.100 tỷ là sai phạm. Dự án cải tạo mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên TISCO được phê duyệt vào năm 2005 do TISCO làm chủ đầu tư với tổng vốn 3.800 tỷ đồng, hơn 242 triệu đô la. Dự án gồm hai gói thầu chính, trong đó nhiều gói thầu nhỏ, mỏ sắt tiến bộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng với giá trị thanh toán trên 224 tỷ đồng. Gói thầu EPC dây chuyền công nghệ luyện kim đấu thầu rộng rãi. Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC trúng thầu với giá hơn 160 triệu đô la. Đống sắt ngổn ngang rỉ sét này đã làm mất 8.100 tỷ đồng tiền thuế của nhân dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án TISCO MCC, Tổng Công ty Thép Việt Nam VNS, Bộ Công Thương và các đơn vị cá nhân liên quan đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm, trong đó có việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 3.800 tỷ đồng lên 8.100 tỷ đồng là không có cơ sở. Cũng theo kết luận Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra những vi phạm có dấu hiệu hình sự. Ngày 20 tháng 2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý và yêu cầu các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật, theo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. Trước đó, thanh tra chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra tại dự án nói trên, chỉ ra một loạt sai phạm trong quá trình đầu tư dẫn tới thiệt hại rất lớn về kinh tế. Bộ Công an đã khởi tố 5 lãnh đạo của Tisco. Ngày 20 tháng 4 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 cho biết đã điều tra xác minh 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, công ty Tisco. Căn cứ tài liệu điều tra xác minh thu thập, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty Tisco. Cùng với đó, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can, gồm có Mai Văn Tính, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam, Đậu Văn Hùng, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 224 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trần Trọng Mừng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tisco, Trần Văn Khâm, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Tisco và Ngô Sĩ Hán, cựu Phó Tổng Giám đốc Trưởng ban Quản lý Dự án Mở rộng Sản xuất giai đoạn 2, Công ty Tisco, cùng về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 224 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định có lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định lệnh đối với các bị can bảo đảm an toàn đúng quy định pháp luật. Quá trình khám xét, cơ quan công an đã tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản thiệt hại. Ông Hoàng Trung Hải là Bí thư Thành ủy Hà Nội, sinh năm 1959 tại Thái Bình. Ông Hoàng Trung Hải có học vị thạc sĩ, cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông khởi nghiệp là một kỹ sư, trải qua các vị trí phó quản đốc phân xưởng rồi trưởng phòng kỹ thuật, phó kỹ sư chính vận hành nhà máy điện phá lại. Đầu những năm 1990, ông chuyển công tác sang công ty Điện lực 1 Hà Nội, công tác tại đây 2 năm, làm trưởng phòng thư ký tổng hợp và sau đó là trưởng phòng kinh tế đối ngoại. Ông chuyển công tác sang Bộ Năng lượng vào cuối năm 1993, làm phó văn phòng kiêm trưởng phòng tổng hợp. Sau đó, ông tạm dừng sự nghiệp để đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học Dublin, Cộng hòa Ireland. Trở về nước, từ tháng 9 năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Tháng 7 năm 1997, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Từ tháng 4 năm 1998 đến tháng 8 năm 2000, ông làm Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Việt Nam. Từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 7 năm 2002, ông quay trở lại làm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ này. Từ tháng 8 năm 2002, ông làm Bộ trưởng Công nghiệp. Từ tháng 8 năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11, đại biểu Quốc hội 3 khóa 8, 11 và 13. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Những phát biểu của Hoàng Trung Hải trong thời gian ông nắm các chức quyền: không một thủy điện nào được xây dựng mà không có quy hoạch, không một quy hoạch nào được phê duyệt mà không có ý kiến của địa phương, cũng không có quy hoạch nào được duyệt mà không đáp ứng tính hợp lý, cần thiết, an toàn. Quy hoạch đó không hợp lý chỗ nào thì các nhà khoa học có thể có ý kiến và cần chỉ rõ. Phát biểu thứ hai là vấn đề thiếu điện
Tôi với tư cách là thành viên chính phủ và là trưởng ban chỉ đạo nhà nước về quy hoạch tổng sơ đồ điện 6 xin nhận trách nhiệm về tình hình thiếu điện với Quốc hội và với cử tri. Câu phát biểu thứ ba, chúng ta mạnh dạn thực hiện cơ chế thị trường về giá xăng, dầu và đã bước đầu thành công. Nếu chúng ta không thực hiện thị trường hóa về giá năng lượng thì không cách gì chúng ta có thể đủ năng lượng cho quốc gia, đặc biệt trong thời gian 50 năm nữa, 100 năm nữa. Câu nói thứ tư, riêng giai đoạn 2011-2015, Việt Nam cần khoảng 300 tỷ đô la cho đầu tư phát triển. Sau đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo lập đồng bộ và phát triển các loại thị trường, chứng khoán, hàng hóa, dịch vụ, thị trường lao động, khoa học công nghệ, theo hướng tự do hóa, thương mại và đầu tư, giải phóng và phát huy tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Câu nói thứ năm, thà là sống nghèo nhưng công bằng và bình yên còn hơn là cuộc sống giàu có mà bon chen không an toàn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.